Chúng tôi là Hoàng Bách, xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Network và chào giáo sư Nguyễn Tiến Hưng là người khách mời, vị khách mời của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chào anh Hoàng Bách và kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV. Dạ vâng, thưa quý khán thính giả, hôm nay thì Đài Việt TV rất là hân hạnh được mời giáo sư Nguyễn Tiến Hưng đến từ vùng Hoa Thịnh Đốn. Giáo sư Nguyễn Tiến Hưng du học tại Hoa Kỳ vào năm 1958, sau đó giáo sư tốt nghiệp tiến sĩ, và năm 1963 thì giáo sư là giáo sư về kinh tế của các đại học tại Hoa Kỳ. Và khi ông giáo sư trở về nước thì giáo sư làm tổng trưởng kế hoạch và phát triển, và đồng thời cũng là phụ tá tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong những năm cuối cùng chấm dứt miền Nam Việt Nam của chúng ta. Và ngày hôm nay thì như quý vị biết là giáo sư Nguyễn Tiến Hưng đến thăm thành phố Huy Tinh với cái mục đích là giáo sư sẽ ra mắt sách, một cuốn sách mà lát nữa đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý khán thính giả. Và thưa giáo sư, bây giờ thì nói về đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, những người mà có những cái tri thức và có cái cộng tác, có hiểu biết là những nhân chứng lịch sử đó, thì bây giờ còn rất là hiếm hoi ở hải ngoại của chúng ta. Giáo sư là một trong những viên ngọc quý mà được có cái dịp để mà thưa chuyện với quý khán thính giả của chúng ta. Thì cái câu hỏi đầu tiên với thưa giáo sư là thấy giáo sư miệt mài viết những cuốn sách mà rất là quan trọng, đó là những sách tham khảo về lịch sử như là Hồ Sơ Mật của Dinh Độc Lập, rồi Khi Đồng Minh Tháo Chạy, và sau đó thì Tâm Tư Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Và đến năm 2016 này đó thì giáo sư lại gửi đến quý khán thính giả đồng hương của chúng ta một cuốn sách đặc biệt nữa là Khi Đồng Minh Nhảy Vào. Thì cái nguyên nhân, cái động cơ nào mà thúc đẩy giáo sư có vẻ hăng say, miệt mài nhiều năm để mà hoàn thành bốn cái bộ sách này, thưa giáo sư? Vâng, thưa anh Hoàng Bách, chúng tôi có một cái động cơ rất mãnh liệt là phải đóng góp cho lịch sử. Tại vì tất cả lịch sử của chúng ta đó, mà các em nó ở bên này, nó ở đại học thì là mấy ông Mỹ ông mới viết, thì nói thật mấy anh là rất là đáng buồn. Thứ nhất là bóp méo lịch sử, thứ hai là viết cái giọng kể cả condescending nói xuống, đọc buồn lắm. Việt Nam thế này thế kia, rồi quân đội bỏ chạy, rồi chúng tôi yểm trợ hết sức, bao nhiêu quân đội sang cũng không giúp được, thì cuối cùng các anh bỏ chạy thì thua. Thì thưa anh, tôi thấy nó oan uổng cho Việt Nam Cộng Hòa quá, và mình lại có được cái cơ may mà có rất nhiều tài liệu mà để được du học ở bên Mỹ mấy chục năm, thì chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều những cái bối cảnh lịch sử của đệ nhất Cộng Hòa, cũng như sau này có cái cơ duyên mà làm việc gần Tổng thống Thiệu thì cũng biết được nhiều chuyện, lại có những cái hồ sơ mật, thì chúng tôi thấy rằng thì là phải có cái nhiệm vụ để mà đóng góp cho lịch sử, cái thứ hai là truyền tải cho các thế hệ sau này những bài học, và đặc biệt nhất là để cứu thứ nhất là đồng bào tị nạn đấy, thưa anh. Thì tôi sẽ nói rằng thì là, và đóng cửa trại học tập, thì thưa anh, hai cái vấn đề là ông Tổng thống Thiệu ông ấy rất là muốn chúng tôi đóng góp với ông ấy một cách, nghĩa là trên mặt chính sách. Thí dụ như đầu tiên là cái cuốn anh nói là Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập đó, là cái cuốn The Palace File. Thưa anh, là cái năm đó là năm 1986, thì tôi thấy nó cái lúc mà ngày 30 tháng 4 mà chúng tôi làm cái cuộc họp báo ở Washington, tức là còn có mỗi một mình chúng tôi là sụp đổ hết, mà mình còn cái cơ duyên đứng ở thủ đô Washington ấy, mà la lối lên là các ông đã phản bội, thì tiết lộ hai cái thư, thì thưa anh, cả Washington náo động và quốc hội rất là bất mãn về cái chuyện mà không biết những cái chuyện đó, và sau đó đã chấp nhận 150.000 người đồng bào di cư. Thì chúng tôi thấy cái đó là một cái sự yên ủi cho mình, và nếu mà mình mới tiết lộ có hai cái thư mà đã có kết quả thì tại sao không. Nhất là cái năm 86 là cái thời ông Reagan, thì ông Tổng thống Thiệu ông bảo là cái ông Reagan này đó, ông ấy quý Việt Nam lắm. Thì ông ấy kể lại rằng thì là cái lúc mà ông Reagan mà làm thống đốc California đó, thì sang thăm Việt Nam, thì ông Thiệu ông ấy tiếp đón rất kỹ. Thì ông ấy bảo rằng Tổng thống Reagan sang thì tôi với lại tặng ông ấy một cái cặp sừng voi, tặng Tổng thống Reagan lúc bây giờ là thống đốc California hai cái, một cặp ngà voi. Và khi mà làm tiệc từ giã thì ông bảo là tôi biết chắc chắn ngày nào ngài sẽ lên voi đó. Thành thử ra khi mà Tổng thống Reagan làm lên chức Tổng thống đó, và nhất là cái năm 86 là cái nhiệm kỳ thứ hai, thì ông yên tâm lắm. Lúc bây giờ ông mới sang Mỹ đấy, và ông bảo là bây giờ đang cái lúc mà có cái tình cảm của ông Reagan, anh làm tối đa
viết lấy cái gì đó, chứ không phải là chạy tội cho ông cái gì hết á, để làm cách nào để mà vận động. Thì tôi ngồi tôi nghĩ làm sao mà vận động để giúp được đồng bào hay là anh em trong trại học tập, chỉ có cách là mình viết lách ra thôi. Đấy, thì cố gắng và viết được cái cuốn The Palace File. Thì thưa anh, Tổng thống Reagan có viết lại cho chúng tôi rất là trân trọng. Và Bộ trưởng Ngoại giao George Shultz cũng viết một cái thư bảo là cái này là rất là đặc biệt và tôi sẽ để đằng sau cái tủ sách của tôi để tất cả những cái người kế vị tôi được đọc cái cuốn The Palace File mà anh cũng tiến dịch ra là hồ sơ mật dinh độc lập. Thì thưa anh, sau cái nút 86 đó thì chúng tôi tiếp tục thì nghe thấy là Tổng thống Reagan rất là có cảm tình với Việt Nam. Và đến năm 1989 đó, thì chính quyền Reagan ký được với Hà Nội một cái hiệp ước, một cái agreement, một cái thỏa thuận đồng ý trên nguyên tắc sẽ thả hết sĩ quan và quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang trong trại học tập trên nguyên tắc đó. Thì từ bấy giờ mà đi thì tôi nghĩ rằng tất cả các đoàn thể những hoạt động rất là mạnh, chẳng hạn như bà cụ Khúc Minh Thơ rồi các hoạt động rất mạnh, nhưng mà trên cái phương diện chính sách ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng cái cuốn The Palace File nó có đóng góp một cái phần lớn. Thưa anh, xong rồi đến cái cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy thì là năm 2005 thì chúng tôi có về đây để ra mắt. Thì chúng tôi thấy là 30 năm kỷ niệm mà anh em mình, nhất là anh em quân đội và anh em công chức mình đấy, cũng rất là tủi nhục và mình là bại trận rồi. Đấy, như cái phim The Last Day đấy, nó họ nói rất là sỉ nhục cho mình, cởi áo quân đội ra rồi vứt súng rồi bỏ chạy. Không phải như vậy, tức là mình phải chứng minh là đồng minh đã bỏ chúng tôi ở giữa đường, cắt hết quân viện, còn cái gì nữa thì chúng tôi phải chạy thôi để mà lấy lại cái danh dự cho anh em quân đội và cũng như là công chức và nhân dân Việt Nam. Thưa anh, xong rồi đến khi mà ông Diệm, ông Thiệu ông mất ấy, thì chúng tôi có được rất nhiều cái nốt về ông ấy, cái tâm tư của ông ấy. Mà đặc biệt ông đã cho phỏng vấn một cái bài để mà chửi ông Kissinger, thì ông đã giao cho chúng tôi viết bằng tay chứ không phải là ở trong cái báo Der Spiegel của bên Đức ấy. Đó, thì chúng tôi thấy có rất nhiều điểm mà cần phải viết lại cho đồng bào hiểu cái tâm tư của cái người lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa là ông Nguyễn Văn Thiệu, là cả một cái đệ nhị Cộng Hòa, thưa anh. Còn bây giờ đấy, sau đó thì là cái cuốn Khi Đồng Minh Nhảy Vào thì là thưa anh, dạ, Khi Đồng Minh vâng, Nhảy Vào, dạ. Bây giờ thì ra mắt 35 năm rồi, chúng tôi bắt đầu từ năm 1980, on and off chứ là không phải liên tục, nhưng mà có cái cơ duyên là có một cái hồ sơ mật 7.000 trang, 12 volume đó, mà ông thầy tôi là Warren Nutter, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông ấy trước khi ông mất năm 1979, ông có nối lại cho chúng tôi. Thì không biết là kinh nghiệm hay là cái cơ may mà lại được có những cái hồ sơ của ông Thiệu, rồi ông Mặc Tanh, rồi bây giờ đến ông Bộ Quốc phòng. Thì thưa anh, thì cái hồ sơ đó là ngày xưa nó gọi là The Pentagon Papers, nằm cái chuyện nó dài lắm. Năm 1971, cái hồ sơ 7.000 trang của Bộ Quốc phòng bị leak ra ngoài, cũng như là cái WikiLeaks bây giờ đó. Thì chính phủ Nixon rất là náo động và kiện New York Times không có được in ra. Nhưng mà New York Times họ lên tới tối cao pháp viện. Đó, thì tối cao pháp viện lại phán quyết là 6 trên 3, có 9 cái ông già đó, thì 6 ông trên 3 là quyết định là chính phủ thua. Cái lúc đó tôi đang ở Washington, tôi bảo không hiểu nổi cái nước Mỹ này. Nó tiết lộ những cái bí mật quốc gia như vậy mà bây giờ tối cao pháp viện là cứ cho in ra. Nhưng mà New York Times đó, họ chỉ trích ra có 666 trang, tức là chưa tới 10%. Mục đích của họ lúc bây giờ là phản chiến, để mà chứng minh rằng chính phủ đã nói dối dân thế này thế kia. Còn tôi thì tôi đọc 7.000 trang này, đọc đi đọc lại mà nó khó lắm thưa anh, nó lẫn lộn. Nhưng mà nó là tất cả những cái tài liệu nguyên thủy từ năm 1945, thì tôi thấy nó quý giá. Mà phải đọc nghiền ngẫm lâu ngày thì bây giờ mới hiểu ra. Chứ còn thưa anh, về đệ nhất Cộng Hòa ngày xưa, kể cả thế hệ cao niên như chúng tôi hay là anh thì cũng biết rất ít, chỉ biết sơ sơ là có quốc trưởng Bảo Đại về, rồi Điện Biên Phủ, rồi di cư vào Nam như chúng tôi, rồi thì là ông Ngô Đình Diệm, rồi thì là thế này thế kia, biết sơ sơ vậy thôi. Thưa anh, cái cuốn này nó rất rõ chi tiết, nói về cái lịch sử, và chúng tôi thấy rằng sau 35 năm thì cũng biết được rất nhiều điều mà từ trước đến giờ mình không biết hay là hiểu sai lầm. Thì chúng tôi muốn cho Đồng Hương chia sẻ, thưa anh.
Dạ, cảm ơn giáo sư đã có cuốn sách mà nó rất là rõ cái nguyên nhân nào mà đồng minh nhảy vào ở Việt Nam. Và thưa quý khán giả, cuộc chiến của Việt Nam nó là một phần của lịch sử của Hoa Kỳ. Và chính vì cuộc chiến Việt Nam mà đã phân hóa trong cái cộng đồng của Hoa Kỳ, kể cả cộng đồng Việt Nam, khi nhắc tới cái vấn đề mà của cuộc chiến Việt Nam thì cũng đều có những cái khuynh hướng khác nhau. Và có lẽ là những cái sách vở mà để cho con em của Hoa Kỳ hoặc là con em của chúng ta đang ở Hoa Kỳ mà học hỏi đó, thì đa số là những cuốn sách một chiều, viết không có được công bằng, không có được sòng phẳng đối với quân lực của Việt Nam Cộng Hòa. Và giáo sư Nguyễn Tiến Hưng đã viết lên, tức là một cái tài liệu lịch sử. Chúng tôi nghĩ là ở nhà của một quý vị cũng cần có cuốn sách để mà biết là tại sao khi đồng minh nhảy vào. Thưa giáo sư, để đi tiếp thì chúng ta biết là cái thời sau đại dịch thế chiến thì tổng thống Eisenhower của Hoa Kỳ cũng rất là thích ở Việt Nam và tìm cách giúp cho Việt Nam làm sao mà khỏi trách lệ thuộc của Pháp. Lúc bây giờ là Việt Nam là thuộc địa của Pháp. Nhưng mà cái sự chần chờ đó, và sau các cái vị tổng thống khác như Truman, như Eisenhower, tổng thống Kennedy và tổng thống Johnson, thì tất cả đó cũng muốn làm thế nào để Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta trở thành một cái tiền đồ của thế giới chống cảm. Như vậy thì thưa giáo sư, có thể cho quý khán giả được biết cái sự tương quan của chính phủ Hoa Kỳ lúc bây giờ kéo dài cho tới sau này năm 1935 nó như thế nào, thưa giáo sư? Thưa anh Hoàng Bách, đó là câu hỏi rất dài. Cái này tôi phải có cả một giờ đồng hồ mới trả lời anh được đầy đủ, nhưng mà chỉ có 2 phút thôi thì tôi tóm tắt như thế này thôi. Thưa anh, là nó bắt đầu từ tổng thống Truman năm, nếu mà anh muốn nói nữa thì là bắt đầu từ tổng thống Roosevelt 1945 đó. Yeah. Ông tổng thống Roosevelt là cái ông tổng thống rất đặc biệt của nước Mỹ mà làm tổng thống 3 nhiệm kỳ, tổng thống duy nhất mà làm tổng thống 3 nhiệm kỳ mà cứu nước Mỹ khỏi cái depression đấy, cái kinh tế khủng hoảng năm 1929 đó. Thì ông rất thương Việt Nam năm 1945 đó, là sau cái thế chiến đệ nhị thế chiến thì Pháp nhất định là ông De Gaulle nhất định là đem quân vào để tái chiếm thuộc địa. Thì ông Roosevelt, ông ấy buồn lắm, ông ấy khó chịu lắm. Ông không hiểu sao, ông ấy có một cái tình cảm rất mạnh đối với Việt Nam. Ông ấy nói rằng thì là cái nước Pháp này đó, nó đã vắt sữa Đông Dương, milk, đã vắt sữa Đông Dương 100 năm. Bây giờ bày đặt còn đòi trở lại nữa thì không được. Thì cái ông Thủ tướng Anh Churchill đó, ông ấy cứ không đồng ý. Tại vì ông rất lo nếu mà cho Đông Dương độc lập đó thì là thuộc địa Anh. Ấn Độ rồi Mã Lai rồi việc Myanmar nó nổi lên thì ông ấy không, chứ còn ông Roosevelt ông ấy vận động cả với lại ông thống chế Stalin với lại ông Tưởng Nhớ Thạch lúc bây giờ cũng còn đang là cường quốc để mà giúp cho Việt Nam độc lập, thưa anh. Nhưng mà ông ấy vừa mới đang làm cái việc đó thì ông ấy chết. Đấy, thì cái nước Việt Nam mình, vì thế cái chương đầu tiên chúng tôi viết là những cái cơ duyên lịch sử chợt đến rồi chợt đi, thưa anh. Xong rồi sau này đó, thì sau Roosevelt chết thì từ năm 45 đến năm 48 thì nước Mỹ cũng, Việt Nam cũng không có cái gì mà để ý đến Việt Nam. Đấy, mặc dầu ông quốc trưởng Hoàng đế Bảo Đại có viết thư, và kể cả ông chủ tịch Hồ Chí Minh, ông ấy gửi 14 cái công hàm cho Mỹ năm 45-46 để yêu cầu mà Mỹ mà yểm trợ lên độc lập Việt Nam và vào cứu đói. Chết năm 45 đó, chết bao nhiêu yêu cầu Mỹ vào cứu đói và là làm quan hệ bình thường với đại Việt Nam. Thì nhưng mà Mỹ lúc bây giờ không có thấy Việt Nam quan trọng, thì nghĩa là còn đang là cần Pháp ở bên Âu Châu, không muốn làm phiền lòng Pháp. Đấy, đang cần Pháp để mà làm NATO và để mà chấn Nga Xô. Đấy thì không có để ý. Nhưng mà đến năm 49 đó, ông Mao Trạch Đông chiếm lục địa thì là Washington báo động ngay. Thì lúc bây giờ đó, năm 1950 đó là tổng thống Truman nhìn thẳng vào Việt Nam và đánh giá Việt Nam là địa điểm chiến lược, không phải là địa điểm chiến lược mà địa điểm chiến lược quan trọng nhất, mở ngoặc kép. Đó là cái phân tích của tổng tham mưu Hoa Kỳ năm 1950 sau khi Mao Trạch Đông vào. Thì đấy là vì cái quyền lợi của Mỹ mà Mỹ phải để ý đến Việt Nam. Nhưng mà từ 50 cho đến 53-54 cũng vậy, Mỹ còn đang bận ở bên Âu Châu thì nhờ Pháp thôi, đấy gọi là thôi tôi viện trợ cho các ông. Tức là 1950 đó, khi sau khi có cái phân tích của Bộ Tổng Tham mưu mà đặt cái quyền lợi của nước Mỹ, 7 quyền lợi nước Mỹ, ở hôm Chủ nhật tôi sẽ chia sẻ với đồng hương 7 cái quyền lợi đó là quyền lợi gì. Thì
Lúc bây giờ Mỹ mới bắt đầu để ý, và anh cũng không biết rằng thì 1950 đấy, Tổng thống Truman viết cái thư cho Hoàng đế Bảo Đại công nhận nước Việt Nam Cộng hòa, Cộng hòa ông gọi là Cộng hòa Việt Nam, Việt Nam Republic, yêu nghĩa là mời đón Cộng hòa Việt Nam vào cộng đồng tự do quốc tế và trao đổi đại sứ, chứ không phải đến 1955 thì là formalize Tổng thống Ngô Đình Diệm lập ra khai sinh là Việt Nam Cộng hòa, chứ còn cái năm 1950 đó là đã, Tổng thống Truman đã viết cho Hoàng đế Bảo Đại là công nhận nước Việt Nam Cộng hòa, tại vì Mao Trạch Đông vào đến nơi rồi, rồi lại có cái chiến tranh Triều Tiên đó, sau khi cuối năm 49 Mao Trạch Đông chiếm Trung Hoa lục địa, đầu năm 1950 chiến tranh Triều Tiên, tàu nhảy vào đánh nhanh hồi, thì lúc bây giờ Mỹ phải đưa ông tướng MacArthur rồi để quân Liên Hợp Quốc vào đánh, thì đến 1953 mới là ngừng, chứ cũng không có phân thắng bại, ngừng chiến đó, để đóng quân lại thôi. Thì đến lúc mà sau 1953 đó thì ông Eisenhower ông ấy được bầu lên tổng thống đấy, tức là đầu tiên là vì cái quyền lợi của Mỹ đấy, mà thấy như vậy là đánh giá Việt Nam là địa điểm, đánh giá là đánh giá Đông Dương, nhưng mà thưa anh, khi nói đến Đông Dương thì chính là Việt Nam đấy, đánh giá là địa điểm quan trọng nhất, thì lúc bây giờ mới để ý và viện trợ cho Pháp. Xong rồi đến ông Eisenhower ông lên thì cũng giúp cho Pháp, nhưng mà 54 thì cái ông Pháp ông ấy thua cái trận Điện Biên Phủ đấy, thì ông Mỹ lại bảo trời ơi các anh ơi, bây giờ đang thua mà để đi điều đình, tại vì thua trận Điện Biên Phủ xong cái là Pháp là muốn dùng cái hội nghị Geneva để mà đàm phán một cái giải pháp đấy, mà thì Mỹ bảo là các ông bây giờ đang thua trận mà đi điều đình thì hỏng hết rồi, cứ tiếp tục mà chiến đấu, mới thua có một trận thôi, tất cả các tỉnh lớn và đồng bằng Cửu Long tuyến Đờ Lát còn nguyên, các ông mới mất có chưa tới 5.000 quân đó, thế mà chưa chia đã đầu hàng như vậy. Nhưng mà thưa anh, lúc bây giờ dân chúng Pháp thì ê trẻ lắm rồi đó, thành thử ra nó phải đi. Nhưng mà sau cái hiệp định Geneva đó thì Tổng thống Eisenhower đánh giá cái hiệp định cái trận Điện Phủ và hiệp định Geneva rất bất lợi cho nước Mỹ đấy, là quyền lợi của nước Mỹ bị đe dọa rất mạnh, thì từ năm 1955 đấy mới là quyết định nhảy vào Việt Nam đấy. Thì trong cái cuốn sách này đó, thì chúng tôi có ghi là thưa anh cái câu là ta phải tiến lên và phải nhảy vào, ông dùng cái chữ to plunge in tức là lao vào đấy. Thì đáng nhẽ tôi đặt tên cái cuốn sách là khi đồng minh lao vào đó thưa anh, nhưng mà nghe cái chữ lao vào nó chói tai lắm, thì đầu khi đồng minh nhảy vào là 1955 đây là bắt đầu như vậy, thì là cái quyền lợi của nước vào. Nhưng mà lúc bây giờ đó thưa anh, cái quyền lợi của Hoa Kỳ và quyền lợi Việt Nam Cộng hòa nó đi song hành đấy, thì ông Tổng thống Ngô Đình Diệm đó thì là đệ nhất Cộng hòa đó, thì cũng có rất nhiều chứng tích về cái chuyện mà trao đổi giữa Tổng thống Diệm và Tổng thống Kennedy, trong này có đủ hết các thư từ văn bản thưa anh, thì căn bản là cái quyền lợi cái nối những các cái tổng thống các cái đời là quyền lợi của nước Mỹ thưa anh. Đấy, cái đồng thời cái lúc đó thì cái quyền lợi của nước Mỹ với cái quyền lợi bảo vệ tự do của Việt Nam Cộng hòa nó giống nhau, thì thưa anh đó là cái gạch nối giữa các cái chính thể. Dạ vâng, thưa giáo sư, thì trong cuốn sách khi đồng minh nhảy vào đó, thì cái trang đầu nhất giáo sư có để hình ảnh của Phó Tổng thống Johnson đã ghé thăm Sài Gòn vào tháng 5 năm 1961, và ông có cầm cái lá cờ của Việt Nam. Chúng ta còn 2 phút còn lại, xin giáo sư có thể cho biết cái hình ảnh này nó tượng trưng cái gì thưa thầy? Thưa anh Hoàng Bách, thưa quý khán thính giả, đây là một cái hình rất là quý, tại vì tôi thấy rằng trên mạng với tất cả là chúng ta có rất nhiều hình ảnh về Việt Nam, nhưng mà riêng cái hình này là vì chúng tôi nhớ rằng cái năm 61 ở Washington có trông thấy ở trên TV. Thế mà nó rất quý là cái chuyện đằng sau, khi không biết ta có giờ không, cái chuyện đằng sau cơ. Nhưng mà chúng tôi phải đi tìm 12 năm rồi, cách đây 2 năm mới tìm ra cái hình này. Vâng, cái hình này tôi nhớ là có cái hình đó mà nó rất là ấn tượng. Là vì một ông phó tổng thống mà lại gửi một ông phó tổng thống sang cầm cờ của một cái nước sở tại mà đi điều hành trên mui trần xe Cadillac mang từ Washington đến và đi oai hùng như vậy. Cái ngày thì chúng tôi có nói rằng cái ngày cái buổi buổi bình minh của nền Cộng hòa sao nó hoàng hơn, nó huy hoàng rực rỡ, và đến cái lúc mà
hoàng hôn thì nó lại thê lương ảm đạm như cái phim The Last Day nó vừa mới chiếu lại cho chúng ta xem. Thì thưa anh, chúng tôi để sau khi một chút nữa chúng ta có thời giờ tôi sẽ quay lại cái ý nghĩa đằng sau cái hình này thưa anh. Dạ vâng, chương trình dịp sớm của anh ta xin phép được tạm dừng ở đây để trả một vài thông tin thương mại. Mong quý khán giả duy trì màn hình để theo dõi phần thứ hai. Là cái cuốn The Palace File. Thưa anh, là cái năm đó là năm 1986. Thì tôi thấy nó cái lúc mà ngày 30 tháng 4 mà chúng tôi làm cái cuộc họp báo ở Washington, tức là còn có mỗi một mình chúng tôi là sụp đổ hết. Mà mình còn cái cơ duyên đứng ở thủ đô Washington ấy, mà la lối lên là các ông đã phản bội, thì tiết lộ hai cái thư. Thì thưa anh, cả Washington náo động và quốc hội rất là bất mãn về cái chuyện mà không biết những cái chuyện đó. Và sau đó đã chấp nhận 150.000 người đồng bào di cư. Thì chúng tôi thấy cái đó là một cái sự yên ủi cho mình. Và nếu mà mình mới tiết lộ có hai cái thư mà đã có kết quả thì tại sao không? Nhất là cái năm 86 là cái thời ông Reagan. Thì ông Tổng thống Thiệu ông bảo là cái ông Reagan này đã ông ấy quý Việt Nam lắm. Thì ông ấy kể lại rằng thì là cái lúc mà ông Reagan mà làm thống đốc California đó, thì sang thăm Việt Nam, thì ông Thiệu ông ấy tiếp đón rất kỹ. Thì ông ấy bảo rằng Tổng thống Reagan sang thì tôi với lại tặng ông ấy một cái cặp sừng voi, tặng Tổng thống Reagan lúc bây giờ là thống đốc California hai cái một cặp ngà voi. Và khi mà làm tiệc từ giã thì ông bảo là tôi biết chắc chắn ngày nào ngài sẽ lên voi đó. Thành thử ra khi mà Tổng thống Reagan làm lên chức Tổng thống đó, và nhất là cái năm 86 là cái nhiệm kỳ thứ hai, thì ông yên tâm lắm. Lúc bây giờ ông mới sang Mỹ đấy, và ông bảo là bây giờ đang cái lúc mà có cái tình cảm của ông Reagan, anh làm tối đa viết lấy cái gì đó chứ không phải là chạy tội cho ông cái gì hết đó, để làm cách nào để mà vận động. Thì tôi ngồi tôi nghĩ làm sao mà vận động để giúp được đồng bào hay là anh em trong trại học tập, chỉ có cách là mình viết lách ra thôi đấy. Thì cố gắng và viết được cái cuốn The Palace File. Thì thưa anh, Tổng thống Reagan có viết lại cho chúng tôi rất là trân trọng. Và Bộ trưởng Ngoại giao George Shultz cũng viết một cái thư bảo là cái này là rất là đặc biệt và tôi sẽ để đằng sau cái tủ sách của tôi để tất cả những cái người kế vị tôi được đọc cái cuốn The Palace File mà anh cũng tiến dịch ra là hồ sơ mật dinh độc lập. Thì thưa anh, sau cái lúc 86 đó thì chúng tôi tiếp tục thì nghe thấy là Tổng thống Reagan rất là có cảm tình với Việt Nam. Và đến năm 1989 đó thì chính quyền Reagan ký được với Hà Nội một cái hiệp ước, một cái agreement, một cái thỏa thuận đồng ý trên nguyên tắc sẽ thả hết sĩ quan và quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang ở trong trại học tập trên nguyên tắc đó. Thì từ bấy giờ mà đi thì tôi nghĩ rằng tất cả các đoàn thể những hoạt động rất là mạnh, chẳng hạn như bà cụ Khúc Minh Thơ rồi các hoạt động rất mạnh, nhưng mà trên cái phương diện chính sách ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng cái cuốn The Palace File nó có đóng góp một cái phần lớn, thưa anh. Xong rồi đến cái cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy thì là năm 2005 thì chúng tôi có về đây để ra mắt. Thì chúng tôi thấy là 30 năm kỷ niệm mà anh em mình, nhất là anh em quân đội và anh em công chức mình đấy, cũng rất là tủi nhục và mình là bại trận rồi đấy. Như cái phim The Last Day đấy, nó họ nói rất là sỉ nhục cho mình, cởi áo quân đội ra rồi vứt súng rồi bỏ chạy. Không phải như vậy, tức là mình phải chứng minh là đồng minh đã bỏ chúng tôi ở giữa đường, cắt hết quân viện, chứ còn cái gì nữa thì chúng tôi phải chạy thôi để mà lấy lại cái danh dự cho anh em quân đội và cũng như là công chức và nhân dân Việt Nam, thưa anh. Xong rồi đến khi mà ông Diệm, ông Thiệu ông mất ấy, thì chúng tôi có được rất nhiều cái nốt về ông ấy, cái tâm tư của ông ấy. Mà đặc biệt ông đã cho phỏng vấn một cái bài để mà chửi ông Kissinger. Thì ông đã giao cho chúng tôi viết bằng tay chứ không phải là ở trong cái báo Der Spiegel của bên Đức ấy. Đó. Thì chúng tôi thấy có rất nhiều điểm mà cần phải viết lại cho đồng bào hiểu cái tâm tư của cái người lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa là ông Nguyễn Văn Thiệu, là cả một cái đệ nhị Cộng Hòa, thưa anh. Còn bây giờ đấy, sau đó thì là cái cuốn Khi Đồng Minh Nhảy Vào thì là thưa anh. Dạ, kỳ đồng minh vâng dạ. Bây giờ thì ra mắt 35 năm rồi, chúng tôi bắt đầu từ năm 1980 on and off, chứ là không phải liên tục, nhưng mà có cái cơ duyên là có một cái hồ sơ mật 7.000 trang 12 volume đó, mà ông thầy tôi là Warren Nutter, thứ trưởng Bộ Quốc phòng,
Ông ấy trước khi ông mất năm 1979, ông có nối lại cho chúng tôi. Thì không biết là kinh nghiệm hay là cái cơ may mà lại được có những cái hồ sơ của ông Thiệu, rồi ông Mặc Tanh, rồi bây giờ đến ông Bộ Quốc phòng. Thì thưa anh, thì cái hồ sơ đó là ngày xưa nó gọi là The Pentagon Papers, nằm cái chuyện nó dài lắm. Năm 1971, cái hồ sơ 7.000 trang của Bộ Quốc phòng bị leak ra ngoài, cũng như là cái WikiLeaks bây giờ đó. Thì chính phủ Nixon rất là náo động và kiện New York Times không có được in ra. Nhưng mà New York Times họ lên tới tối cao pháp viện đó, thì tối cao pháp viện lại phán quyết là 6/3, có 9 cái ông già đó, thì 6 ông/3 là quyết định là chính phủ thua. Cái lúc đó tôi đang ở Washington, tôi bảo không hiểu nổi cái nước Mỹ này, nó tiết lộ những cái bí mật quốc gia như vậy mà bây giờ tối cao pháp viện là cứ cho in ra. Nhưng mà New York Times đó, họ chỉ trích ra có 666 trang, tức là chưa tới 10%. Mục đích của họ lúc bây giờ là phản chiến, để mà chứng minh rằng chính phủ đã nói dối dân thế này thế kia. Còn tôi thì tôi đọc 7.000 trang này, đọc đi đọc lại mà nó khó lắm thưa anh, nó lẫn lộn. Nhưng mà nó là tất cả những cái tài liệu nguyên thủy từ năm 1945, thì tôi thấy nó quý giá. Mà phải đọc nghiền ngẫm lâu ngày thì bây giờ mới hiểu ra. Chứ còn thưa anh, về đệ nhất Cộng Hòa ngày xưa, kể cả thế hệ cao niên như chúng tôi hay là anh thì cũng biết rất ít, chỉ biết sơ sơ là có quốc trưởng Bảo Đại về, rồi Điện Biên Phủ, rồi di cư vào Nam như chúng tôi, rồi thì là ông Ngô Đình Diệm, rồi thì là thế này thế kia, biết sơ sơ vậy thôi. Thưa anh, cái cuốn này nó rất rõ chi tiết, nói về cái lịch sử, và chúng tôi thấy rằng sau 35 năm thì cũng biết được rất nhiều điều mà từ trước đến giờ mình không biết hay là hiểu sai lầm. Thì chúng tôi muốn cho Đồng Hương chia sẻ thưa anh. Dạ, cảm ơn giáo sư đã có cuốn sách mà nó rất là rõ cái nguyên nhân nào mà đồng minh nhảy vào ở Việt Nam. Và thưa quý khán giả, cuộc chiến của Việt Nam nó là một phần của lịch sử của Hoa Kỳ. Và chính vì cuộc chiến Việt Nam mà đã phân hóa trong cái cộng đồng của Hoa Kỳ, kể cả cộng đồng Việt Nam, khi nhắc tới cái vấn đề mà của cuộc chiến Việt Nam thì cũng đều có những cái khuynh hướng khác nhau. Và có lẽ là những cái sách vở mà để cho con em của Hoa Kỳ hoặc là con em của chúng ta đang ở Hoa Kỳ mà học hỏi đó, thì đa số là những cuốn sách một chiều, viết không có được công bằng, không có được sòng phẳng đối với quân lực của Việt Nam Cộng Hòa. Và giáo sư Nguyễn Tiến Hưng đã viết lên, tức là một cái tài liệu lịch sử. Chúng tôi nghĩ là ở nhà của một quý vị cũng cần có cuốn sách để mà biết là tại sao khi đồng minh nhảy vào. Thưa giáo sư, để đi tiếp thì chúng ta biết là cái thời chúng tôi là Hoàng Bách, xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Network và chào giáo sư Nguyễn Tiến Hưng là người khách mời, vị khách mời của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chào anh Hoàng Bách và kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV. Dạ vâng, thưa quý khán thính giả, hôm nay thì Đài Việt TV rất là hân hạnh được mời giáo sư Nguyễn Tiến Hưng đến từ vùng Hoa Thịnh Đốn. Giáo sư Nguyễn Tiến Hưng du học tại Hoa Kỳ vào năm 1958, sau đó giáo sư tốt nghiệp tiến sĩ, và năm 1963 thì giáo sư là giáo sư về kinh tế của các đại học tại Hoa Kỳ. Và khi ông giáo sư trở về nước thì giáo sư làm tổng trưởng kế hoạch và phát triển, và đồng thời cũng là phụ tá tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong những năm cuối cùng chấm dứt miền Nam Việt Nam của chúng ta. Và ngày hôm nay thì như quý vị biết là giáo sư Nguyễn Tiến Hưng đến thăm thành phố Houston Tinh với cái mục đích là giáo sư sẽ ra mắt sách, một cuốn sách mà lát nữa đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý khán thính giả. Và thưa giáo sư, bây giờ thì nói về đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, những người mà có những cái tri thức và có cái cộng tác, có hiểu biết là những nhân chứng lịch sử đó, thì bây giờ còn rất là hiếm hoa ở hải ngoại của chúng ta. Giáo sư là một trong những viên ngọc quý mà được có cái dịp để mà thưa chuyện với quý khán thính giả của chúng ta. Thì cái câu hỏi đầu tiên với thưa giáo sư là thấy giáo sư miệt mài viết những cuốn sách mà rất là quan trọng, đó là những sách tham khảo về lịch sử như là Hồ Sơ Mật của Dinh Độc Lập, rồi Khi Đồng Minh Tháo Chạy, và sau đó thì Tâm Tư Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, và đến năm 2016 này đó thì giáo sư lại gửi đến quý khán thính giả đồng hương của chúng ta một cuốn sách đặc biệt nữa là Khi Đồng Minh Nhảy Vào.
thì cái nguyên nhân, cái động cơ nào mà thúc đẩy giáo sư có vẻ hăng say miệt mài nhiều năm để mà hoàn thành 4 cái bộ sách này, thưa giáo sư? Vâng, thưa anh Hoàng Bách, chúng tôi có một cái động cơ rất mãnh liệt là phải đóng góp cho lịch sử. Tại vì tất cả lịch sử của chúng ta đó, mà các em nó ở bên này, nó ở đại học thì là mấy ông Mỹ ông mới viết, thì nói thật mấy anh là rất là đáng buồn. Thứ nhất là bóp méo lịch sử, thứ hai là viết cái giọng kể cả condescending nói xuống, đọc buồn lắm. Việt Nam thế này thế kia, rồi quân đội bỏ chạy, rồi chúng tôi yểm trợ hết sức, bao nhiêu quân đội sang cũng không giúp được, thì cuối cùng các anh bỏ chạy thì thua. Thì thưa anh, tôi thấy nó oan uổng cho Việt Nam Cộng Hòa quá, và mình lại có được cái cơ may mà có rất nhiều tài liệu mà để được du học ở bên Mỹ mấy chục năm, thì chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều những cái bối cảnh lịch sử của đệ nhất Cộng Hòa, cũng như sau này có cái cơ duyên mà làm việc gần Tổng thống Thiệu thì cũng biết được nhiều chuyện, lại có những cái hồ sơ mật, thì chúng tôi thấy rằng thì là phải có cái nhiệm vụ để mà đóng góp cho lịch sử. Cái thứ hai là truyền tải cho các thế hệ sau này những bài học, và đặc biệt nhất là để cứu, thứ nhất là đồng bào tị nạn. Đấy, thưa anh, thì tôi sẽ nói rằng thì là, và đóng cửa trại học tập, thì thưa anh, hai cái vấn đề là ông Tổng thống Thiệu ông ấy rất là muốn chúng tôi đóng góp với ông ấy một cách, nghĩa là trên mặt chính sách. Thí dụ như đầu tiên là cái cuốn anh nói là hồ sơ mật Dinh Độc Lập đó. Từ sau đề nghị thế chiến thì Tổng thống Eisenhower của Hoa Kỳ cũng rất là thích ở Việt Nam và tìm cách giúp cho Việt Nam làm sao mà khỏi trách lệ thuộc của Pháp. Lúc bây giờ là Việt Nam là thuộc địa của Pháp. Nhưng mà cái sự chần chờ đó, và sau các cái vị tổng thống khác như Truman, như Eisenhower, tổng thống Kennedy và tổng thống Johnson, thì tất cả đó cũng muốn làm thế nào để Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta trở thành một cái tiền đầu của thế giới chống cạn. Như vậy thì xưa giáo sư có thể cho quý khán giả được biết cái sự tương quan của chính phủ Hoa Kỳ lúc bây giờ kéo dài cho tới sau này năm 1935 nó như thế nào, thưa giáo sư? Thưa anh Hoàng Bách, đó là một câu hỏi rất dài. Cái này tôi phải có cả một giờ đồng hồ mới trả lời anh được đầy đủ, nhưng mà chỉ có 2 phút thôi thì tôi tóm tắt như thế này thôi. Thưa anh, là nó bắt đầu từ Tổng thống Truman năm, nếu mà anh muốn nói nữa thì là bắt đầu từ Tổng thống Roosevelt 1945 đó. Ông Tổng thống Roosevelt là cái ông Tổng thống rất đặc biệt của nước Mỹ, mà làm Tổng thống 3 nhiệm kỳ, Tổng thống duy nhất mà làm Tổng thống 3 nhiệm kỳ mà cứu nước Mỹ khỏi cái depression đấy, cái kinh tế khủng hoảng năm 1929 đó. Thì ông rất thương Việt Nam. Năm 1945 đó là sau cái thế chiến đệ nhị thế chiến thì Pháp nhất định là, ông De Gaulle nhất định là đem quân vào để tái chiếm thuộc địa. Thì ông Roosevelt ông ấy buồn lắm, ông ấy khó chịu lắm. Ông không hiểu sao ông ấy có một cái tình cảm rất mạnh đối với Việt Nam. Ông ấy nói rằng thì là cái nước Pháp này đó, nó đã vắt sữa Đông Dương, milk, đã vắt sữa Đông Dương 100 năm. Bây giờ bày đặt còn đòi trở lại nữa thì không được. Thì cái ông Thủ tướng Anh Churchill đó, ông ấy cứ không đồng ý. Tại vì ông rất lo nếu mà cho Đông Dương độc lập đó thì là thuộc địa Anh. Ấn Độ rồi Mã Lai rồi việc Myanmar nó nổi lên thì ông ấy không, chứ còn ông Roosevelt ông ấy vận động cả với lại ông thống chế Stalin với lại ông Tưởng Nhớ Thạch lúc bây giờ cũng còn đang là cường quốc để mà giúp cho Việt Nam độc lập, thưa anh. Nhưng mà ông ấy vừa mới đang làm cái việc đó thì ông ấy chết. Đấy, thì cái nước Việt Nam mình, vì thế cái chương đầu tiên chúng tôi viết là những cái cơ duyên lịch sử chợt đến rồi chợt đi, thưa anh. Xong rồi sau này đó, thì sau ông Roosevelt chết thì từ năm 45 đến năm 48 thì nước Mỹ cũng, Việt Nam cũng không có cái gì mà để ý đến Việt Nam. Đấy, mặc dầu ông quốc trưởng Hoàng đế Bảo Đại có viết thư, và kể cả ông Chủ tịch Hồ Chí Minh ông ấy gửi 14 cái công hàm cho Mỹ năm 45-46 để yêu cầu mà Mỹ mà yểm trợ lên độc lập Việt Nam và vào cứu đói. Chết năm 45 đó, chết bao nhiêu yêu cầu Mỹ vào cứu đói và là làm quan hệ bình thường với lại Việt Nam. Thì nhưng mà Mỹ lúc bây giờ không có thấy Việt Nam quan trọng, thì nghĩa là còn đang là cần Pháp ở bên Âu Châu, không muốn làm phiền lòng Pháp. Đấy, đang cần Pháp để mà làm NATO và để mà chấn Nga Xô. Đấy thì không có để ý. Nhưng mà đến năm 49 đó, ông Mao Trạch Đông chiếm lục địa thì là Washington báo động ngay. Thì lúc bây giờ
năm 1950 đó là Tổng thống Truman nhìn thẳng vào Việt Nam và đánh giá Việt Nam là địa điểm chiến lược, không phải là địa điểm chiến lược mà địa điểm chiến lược quan trọng nhất, mở ngoặc kép, đó là cái phân tích của Tổng tham mưu Hoa Kỳ năm 1950 sau khi vào trận đấu vào. Thì đấy là vì cái quyền lợi của Mỹ mà Mỹ phải để ý đến Việt Nam. Nhưng mà từ 50 cho đến 53, 54 cũng vậy, Mỹ còn đang bận ở bên Âu Châu thì nhờ Pháp thôi, đấy gọi là thôi tôi viện trợ cho các ông. Tức là 1950 đó, khi sau khi có cái phân tích của Bộ Tổng tham mưu mà đặt cái quyền lợi của nước Mỹ, bảy quyền lợi nước Mỹ, ở hôm Chủ nhật tôi sẽ chia sẻ với đồng hương bảy cái quyền lợi đó là quyền lợi gì. Thì lúc bây giờ Mỹ mới bắt đầu để ý, và anh cũng không biết rằng từ 1950 đấy, Tổng thống Truman viết cái thư cho Hoàng đế Bảo Đại công nhận nước Việt Nam Cộng hòa, Cộng hòa ông gọi là Cộng hòa Việt Nam, Việt Nam Republic, yêu nghĩa là mời đón Cộng hòa Việt Nam vào cộng đồng tự do quốc tế và trao đổi đại sứ, chứ không phải đến 1955 thì là formalize Tổng thống Ngô Đình Diệm lập ra khai sinh là Việt Nam Cộng hòa, chứ còn cái năm 1950 đó là Tổng thống Truman đã viết cho Hoàng đế Bảo Đại là công nhận nước Việt Nam Cộng hòa. Tại vì Mao Trạch Đông vào đến nơi rồi, rồi lại có cái chiến tranh Triều Tiên. Đó, sau khi cuối năm 49 Mao Trạch Đông chiếm Trung Hoa lục địa, đầu năm 1950 chiến tranh Triều Tiên, tàu nhảy vào đánh nhanh hồi, thì lúc bây giờ Mỹ phải đưa ông tướng MacArthur rồi để quân Liên Hợp Quốc vào đánh, thì đến 53 mới là ngừng, chứ cũng không có phân thắng bại, ngừng chiến đó để đóng quân lại thôi. Thì đến lúc mà sau 53 đó thì ông Eisenhower ông ấy được bầu lên tổng thống đấy, tức là đầu tiên là vì cái quyền lợi của Mỹ đấy, mà thấy như vậy là đánh giá Việt Nam là địa điểm, đánh giá là đánh giá Đông Dương, nhưng mà thưa anh, khi nói đến Đông Dương thì chính là Việt Nam đấy, đánh giá là địa điểm quan trọng nhất, thì lúc bây giờ mới để ý và viện trợ cho Pháp. Xong rồi đến ông Eisenhower ông lên thì cũng giúp cho Pháp, nhưng mà 54 thì cái ông Pháp ông ấy thua cái trận Điện Biên Phủ đấy, thì ông Mỹ lại bảo trời ơi các anh ơi, bây giờ đang thua mà để đi điều đình, tại vì thua trận Điện Biên Phủ xong cái là Pháp là muốn dùng cái hội nghị Geneva để mà đàm phán một cái giải pháp đấy, mà thì Mỹ bảo là các ông bây giờ đang thua trận mà đi điều đình thì hỏng hết rồi, cứ tiếp tục mà chiến đấu, mới thua có một trận thôi, tất cả các tỉnh lớn và đồng bằng Cửu Long tuyến Đờ Lát còn nguyên, các ông mới mất có chưa tới 5.000 quân đó, thế mà chưa chia đã đầu hàng như vậy. Nhưng mà thưa anh, lúc bây giờ dân chúng Pháp thì ê chề lắm rồi đó, thành thử ra nó phải đi. Nhưng mà sau cái hiệp định Geneva đó thì Tổng thống Eisenhower đánh giá cái hiệp định cái trận Điện Phủ và hiệp định Geneva rất bất lợi cho nước Mỹ đấy, là quyền lợi của nước Mỹ bị đe dọa rất mạnh. Thì từ 55 đấy mới là quyết định nhảy vào Việt Nam đấy. Thì trong cái cuốn sách này đó, thì chúng tôi có ghi là thưa anh cái câu là ta phải tiến lên và phải nhảy vào, ông dùng cái chữ to plunge in tức là lao vào đấy. Thì đáng nhẽ tôi đặt tên cái cuốn sách là khi đồng minh lao vào đó thưa anh, nhưng mà nghe cái chữ lao vào nó chói tai lắm. Thì đầu khi đồng minh nhảy vào là 55 đây nó bắt đầu như vậy, thì là cái quyền lợi của nước vào. Nhưng mà lúc bây giờ đó thưa anh, cái quyền lợi của Hoa Kỳ và quyền lợi Việt Nam Cộng hòa nó đi song hành đấy. Thì ông Tổng thống Ngô Đình Diệm đó thì là đệ nhất Cộng hòa đó, thì cũng có rất nhiều chứng tích về cái chuyện mà trao đổi giữa Tổng thống Diệm và Tổng thống